Hello cả nhà, thì bài này mình sẽ cùng đi qua một khái niệm gọi là cái scope hoạt động của một VPC hay là một subnet như thế nào. Thì bài này để hiểu được rất quan trọng trong việc mà các bạn muốn thiết kế một cái kiến trúc high available, reliable ở trên AWS. Thì các bạn cần phải hiểu là khi mà chúng giả sử chúng ta ở đây là có một cái AWS region chẳng hạn, giả sử đây là vùng Singapore, thì trong vùng này mình sẽ tạo một cái VPC của chúng ta. VPC, trong VPC này thì phạm vi hoạt động của VPC có nghĩa là cross hay là span trên nhiều AZ. AZ là available zone. Trong mỗi một AZ thì có thể là có rất nhiều data center physically ở bên dưới. Thì giả sử đây mình sẽ có AZ 1 và đây có AZ 2. Thì cái VPC này sẽ trải dài trên rất nhiều AZ, ít nhất là hai AZ. Trong mỗi AZ mình sẽ có một cái subnet S1, S2, S3, S4 chẳng hạn. Thì các subnet này có một đặc điểm khi mà chúng ta khởi tạo một cái VPC á, thì có một khai báo một cái giải là gọi là CIDR block, và cái giải này thì là có một số quy định mình sẽ chia sẻ sau. Nhưng mà lưu ý là cái giải này có thể trải dài trên nhiều AZ, nhưng một subnet giả sử S1, S2, S3, S4 này là mỗi một subnet này là cái giải IP của subnet core này là phải thuộc vào trong cái CIDR block này, và nó không được overlap nhau. Giả sử bên này đó là địa chỉ này rồi thì nó gọi là duy nhất, unique ấy. Còn nó không được overlap và không được trùng lại nhau, một hay là kiểu như một chút là bên này, một chút là bên một chút S1, một chút là S2 ấy, thì không được ha. Và đặc điểm của subnet là nằm trong một AZ ha. Không có chuyện là một cái subnet mà nó có span trên nhiều AZ, hay là không có cái chuyện là như này này. Không có cái chuyện là như này này. Một cái subnet S5 mà nó nằm trên hai AZ là không được ha. Là nếu mà muốn mà khái niệm mà cross AZ thì chỉ có VPC thôi. Còn subnet thì chỉ nằm lọt thỏm vào trong một cái AZ nào đấy. Thì khi các bạn triển khai, các bạn sẽ giả sử các bạn triển khai một cái con máy chủ đi, giả sử con máy chủ nó nằm ở đây đi, thì một con máy chủ phải nằm trong một cái subnet, thì có nghĩa là một con EC2 hay là một con database gì đấy chúng ta triển khai thì nó cần phải nằm trong một cái subnet nào đó, có nghĩa là nó chỉ trong một AZ thôi. Thì về tính hai variable sang hai variable thì chúng ta chỉ có một nằm trong một AZ, chúng ta không nằm trong hai AZ. Do đó thì nếu mà triển khai muốn triển khai hai variable thì cần phải có giả sử thêm một con bên này nữa. Giả sử cả một cái AZ nó chết đi, nó bị down hoặc bị lỗi gì đấy, thì chúng ta vẫn còn một cái thực thể ở trên AZ khác. Thì khoảng cách giữa hai AZ theo tài liệu của AWS là nó dưới 100 km, là khoảng 60 mai á. Thì đây là cái kiến thức về VPC, hay là cái phạm vi hoạt động của VPC hay là subnet. Thì VPC hoạt động là trong tầm hoạt động là trong một region ha, chứ còn subnet thì sẽ hoạt động ở phạm vi là một AZ. Thì giả sử bây giờ chúng ta có một cái giả sử trường hợp là cả một cái AZ nó chết thì sao? Thì lúc này thì giả sử chúng ta phải tạo một cái VPC ở một cái region khác, và công việc là định tuyến thứ hai này thì sau này chúng ta sẽ học là có một dịch vụ gọi là Route 53. Giới thiệu trước thôi, để sau này chúng ta biết là thiết kế những kiến trúc khi mà giả sử nếu trong một vùng sẵn sàng thì như thế nào, trong một region thế nào, hay là trong một ngữ cảnh là nhiều region thế nào. Thì hy vọng qua bên này các bạn đã hiểu được cái khái niệm là VPC scope là trong region, còn còn subnet thì nằm trong phạm vi là một AZ hoặc available zone.